À, em xin kính chào quý chị khách hàng, lại là bất động sản Hạnh Nguyễn, người miền Bắc bán nhà miền Nam đây. Trước mặt quý chị khách hàng đây là cái dãy shop house, trước mặt đây là cái dãy shop house của chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh đang mở bán ở cái dự án khu đô thị Phúc An City giai đoạn 3, giai đoạn 4 nha. Đấy, giai đoạn 2, 3, 4 thì cái quý chị khách hàng mình nhìn thấy cái dãy shop house này là đang ở giai đoạn 4 và nó nằm ngay cổng vào của trục chính đường Hà Duy Phiên, ngay cổng vào của dự án Phúc An City giai đoạn 2. Thì ở trục chính này nó có 15 căn, thì hiện tại bây giờ chủ đầu tư đang mở bán, vừa bắt đầu mở bán là có 6 căn thôi. Đấy. Bắt đầu từ căn góc này trở đi này, từ căn góc này trở đi, căn góc là căn số 1 nhá. À, cho tới căn số 2, căn số 3, căn số 4, căn số 5, căn số 6. Đấy thì giá những cái căn thường thì là nó là 4 tỷ tư đến 4 tỷ rưỡi một căn, còn cái căn góc thì quý anh chị biết rồi, căn góc này thì nó hơi mắc, nó là 6 tỷ 8 nhá. Đấy thì quý anh chị khách hàng nào nếu mà có nhu cầu đầu tư hay là an cư ở thời điểm này thì cứ alo cho bất động sản Hạnh Nguyễn. Hạnh Nguyễn sẽ để trên màn hình vào cái phần mô tả. Thì cái chính sách của chủ đầu tư hiện tại như sau: khi mà quý chị khách hàng mình thanh toán 20%, thanh toán 20% thì mình sẽ được chiết khấu ngay 2%, phần còn lại mình thanh toán chậm trong vòng 24 tháng không lãi suất nhá. Và khi mà quý chị khách hàng mình đủ tài chính kinh tế tốt hơn, mình thanh toán ngay 50% thì sẽ được chiết khấu ngay 5%. Và phần còn lại mình thanh toán chậm 12 tháng. Khi mà quý chị khách hàng mình có tài chính tốt hơn nữa thì mình thanh toán ngay 95% sẽ được chiết khấu ngay 10%. Và đặc biệt khi mà quý chị khách hàng mình cọc đủ 200 triệu trong vòng 24 tiếng thì mình sẽ được tặng ngay 3 chỉ vàng nhé. Từ ngày cọc đến ngày kíp động là 10 ngày nha quý chị khách hàng nhé. Thời gian rất là dài cho quý chị khách hàng mình có thể là chuẩn bị tiền để thanh toán. Đấy, đặc biệt thì đợt này Hạnh Nguyễn sẽ tặng cho quý anh chị khách hàng một gói hoàn thiện nhà 50 triệu. Gói hoàn thiện này thì Hạnh Nguyễn sẽ chi trả cho quý anh chị khách hàng là vào cái ngày ký hợp đồng. Nếu mà quý anh chị khách hàng mình cần trừ vào hợp đồng thì Hạnh Nguyễn sẽ cấn trừ vào hợp đồng cho quý anh chị khách hàng. Còn nếu mà quý anh chị khách hàng cần tiền mặt thì Hạnh Nguyễn sẽ đưa tiền mặt cho quý anh chị khách hàng và chuyển khoản thẳng vào trực tiếp vào số tài khoản của quý anh chị nhé. Đặc biệt đợt này thì vừa chủ đầu tư vừa có chính sách hậu mãi từ bất động sản Hạnh Nguyễn thì giá rất là tốt, ưu đãi cho quý anh chị khách hàng. 4 tỷ rưỡi đâu đó trừ hết chi phí chiết khấu đi thì còn đâu đó khoảng 3 tỷ 8, 3 tỷ 9 thôi nhé. 3 tỷ 8, 3 tỷ 9 là mình thanh toán nhanh đó quý anh chị khách hàng. Và quý anh chị khách hàng nếu mà yêu thích kênh của bất động sản Hạnh Nguyễn thì xin cho nhấn cho một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để mà có những cái căn nhà ngộp hoặc là những cái dự án mà chủ đầu tư tập đoàn Trần Anh Group bán, hoặc là những cái căn nhà mà khách hàng ký gửi thì Hạnh Nguyễn sẽ quay cho quý anh chị khách hàng mình thấy. Và nếu mà đủ điều kiện kinh tế thì mình có thể là mua, là mình đầu tư. Hạnh Nguyễn sẽ có những cái chính sách rất là tốt cho quý anh chị khách hàng mua mới cũng như là mua sản phẩm chuyển nhượng nhé. Xin kính chào quý anh chị khách hàng và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo và một dự án tiếp theo nhé.